Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo báo cáo, dự thảo luật thi đua sửa đổi có 8 chương và 98 điều, trong đó các nội dung được sửa đổi bổ sung bao gồm nội dung về thi đua khen thưởng, quy định thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua khen thưởng. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số tiêu chí, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đã thực hiện ổn định thời gian qua để phù hợp hơn với thực tiễn. Bổ sung danh hiệu cờ thi đua của chính phủ cho tập thể khi tham gia các phong trào thi đua theo chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ phát động từ 5 năm trở lên và danh hiệu cờ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh cho tập thể khi tham gia phong trào thi đua theo chuyên đề do bộ, ngành, địa phương phát động từ 3 năm trở lên để phát huy tác dụng khích lệ động viên phong trào. Cùng với đó, xuất phát từ thực tiễn triển khai các phong trào thi đua thời gian qua, Ban soạn thảo đã nghiên cứu thống nhất đề nghị bổ sung danh hiệu xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu là những danh hiệu tổng hợp kết quả phong trào thi đua ở cấp xã và đổi tên điều chỉnh một số tiêu chuẩn danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa thành danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu, gia đình tiêu biểu để thống nhất hệ thống danh hiệu thi đua ở cơ sở và cho gia đình. Bên cạnh đó, về nội dung liên quan đến công tác khen thưởng, dự thảo luật sửa đổi bổ sung 53 điều với nội dung mới để đảm bảo bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò trách nhiệm thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị, cân đối khen thưởng khu vực cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước. Ngoài ra, dự thảo luật cũng bổ sung nguyên tắc quan tâm khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, công tác chiến đấu và địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo, mở rộng đối tượng khen thưởng người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam trong điều kiện chủ động hội nhập, quy định rõ hơn đối tượng khen thưởng doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, doanh nghiệp trong các loại hình khen thưởng để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước, kinh tế tư nhân. Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị cơ sở trong phát hiện nhân tố, điển hình tiêu biểu để khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng. Bổ sung hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên xung phong vẻ vang để khen thưởng thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thành dự thảo luật để Quốc hội thông qua.